Hi, xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây. Nói chung thì tháng 7 này cũng khá là may mắn vì gặp được nhiều anh khách thích sở hữu gái đẹp. Và hôm nay lại là một em gái Nhật được một anh chủ ở Tân Hồng, Đồng Tháp chốt cọc để sáng ngày mai giao cho anh một con Mercedes Ferguson 382, khá là mới nha mọi người. Hiện tại thì mình mới vừa thay lốp trước Nguyễn Đỉnh cho anh theo như yêu cầu của anh, giá cả đã thỏa thuận xong, gắn đuôi sới rồi vô cho anh luôn, xong hết rồi. Bây giờ đang tiến hành rửa lại và test thử. Con này thì khỏi chê đâu vào đâu được, không chê gì được hết á. Thì giá nó hơi nhỉnh hơn so với những cái con xe xấu. Địch luôn cái mâm hình như phía trước này nó trên này nè. Rồi, chà xịt lên trên này miếng. Đây nó bị dính bụi quá. Ok. Rồi dăng hết vô điện thoại luôn. Cầu bọn nhớt nhau là khô ráo, không xì dầu chảy nhớt gì hết. Ở ngay chỗ cái mâm hình như nó bụi, dính bụi á, mâm sâu á. Đó, như mới luôn. Theo đúng như yêu cầu cho anh. Thì sáng mai em sẽ bắt đầu giao xe cho anh. Anh chỉ việc ở nhà ngoài nhận xe thôi. Đuôi sới. Ráp cho anh một cây cặp đăng siêu to. Riêng của Nhật luôn. Đùi vọng đồ xe phía sau này miếng nữa nha. Đùi vọng đồ khô ráo luôn anh. Cabin ở bên trong thì khỏi chê. Con này hôm trước mình có review cho tất cả mọi người xem rồi đó. Con này nó chạy được 2980 giờ. Nó hiện tại nguyên hiện trạng tích bi và dàn nội thất bên trong của em nó là hoàn toàn như mới. Như mới là có lẽ là nó giống như một chiếc xe lướt vậy đó. Thì mình gọi nó như mới, nó kết hợp được nhiều yếu tố. Thứ nhất là vỏ, đồng, sơn, máy, số. Được kết hợp được 4 yếu tố để hình thành nên một chiếc xe đẹp. Rất là khó em mọi người, rất là ít, hiếm chứ không có nhiều. Đó, dòng 382 này thì 81 HP, 4 máy piston 1.01. Tua nó tua nhanh nha, tua lẹ mọi người. Máy dên nó dài cực kỳ dài luôn. 12 vỏ 9524 Nguyễn Đỉnh. Vỏ sau thì vỏ rim theo xe BKT 13638 BKT. Vỏ này thì khỏi chê rồi, còn cái gió luôn. Đó, gai khá là kẹo. Ở bên trong này nè. Đó. Nó có một cái lớp cách âm hay dạng như chống mục cái gì đây nè. Lớp này nè, lớp thì như dầu hắt vậy đó. Bên trong máy móc thì cực kỳ luôn nha mọi người, phá cháy luôn, không chê vào đâu được. Từng con ốc, từng con tán là cực kỳ luôn, không có dấu bùn, không có dấu cờ lê vào luôn. Đó, khung gồng bơm bọng đâu nè, tuyệt vời. Dòng này đời này nó thấp lắm chứ nó không có cao đâu, nhưng mà một chiếc mà xe mà đẹp như vậy á, rất là ít, không có nhiều. Mọi người nào mà kiếm sở hữu được một xe này á, là hơi bị ít. Một năm mình chỉ bán được 1-2 chiếc xe như vậy thôi chứ cũng đâu có nhiều đâu, còn xe xấu thì nhiều, nhưng mà mình không có, bên mình không có nhập nên thành ra là không có. Giờ đang rửa xong xuôi hết rồi đó, chuẩn bị là đợi sáng mai mới có tài xế đi test, tài xế đi kiểm tra sức khỏe, test covid xong rồi về chắc xe lên là đi giao cho anh trong vòng 3 tiếng đồng hồ thôi. Máy móc nè, động cơ Benkin nè, ok không? Benkin em test bốn máy đó. Đây là nhớt máy nha anh, đây là cái chỗ mình chăm nhớt máy, còn đây là chỗ mình chăm nhớt ben, nhớt phía lực phía sau đầu lên đó, đầu trước nè, ok đó. Không chê vào đâu được. Ông con này đa phần mấy cái vỏ ốm này nó chạy cực kỳ nhanh luôn, chạy tốc độ tối đa luôn, maximum đó. Mình quay ở bên trong cái cho đinh cho mình đang rửa cho nó, em nói cho nó sạch nè. Và có thể là rửa sơ sơ được rồi, vậy được rồi, không cần kỹ lắm đâu. Đó, trước khi mà bàn giao mình phải tắm rửa sạch sẽ, kiểm tra nhớt nhau lại thêm một lần nữa, tất cả hết các thứ rồi bắt đầu là mình sẽ giao xe, chứ không phải là
lấy tiền xong rồi làm cho có đại cho giao nha mọi người. Không phải, mình là không thể nào gấp rút, có thể là mình hẹn chậm thêm một buổi nữa, nhưng mà khi mà bên mình giao xe ra thì cực kỳ, nói chỉ có hai từ mà để miêu tả và diễn tả được là tuyệt vời đó. Nên là mọi người nào mà có mua xe bên, đã từng mua xe bên mình rồi thì cũng khá là biết, tại vì cái độ bền và cái chất lượng xe bên mình đó, nó là mình luôn cho nó là đi đầu. Vì cái giá thành á, khi mà mình bán sản phẩm cho con nó lúc nào nó cũng nhỉnh hơn, giá hơi nhỉnh hơn những chỗ khác, tại vì cái tất cả chi phí bảo dưỡng mình đã làm hết rồi, vậy bà con không có tải tốn thêm bất kỳ một chi phí nào nữa đó. Nên là có nhiều anh em nói thôi chỗ em xe giá cao quá, nhưng mà khi anh đến để nhìn nhận về một chiếc xe như thế nào là cao và như thế nào là rẻ, nếu anh muốn sản phẩm rẻ em vẫn có sản phẩm rẻ cung cấp cho anh, nhưng mà cho tất cả mọi người, nhưng mà không bảo đảm nó là rin đó. Khóa nước có lại được mà, khóa nước có lại, khóa nước có lại được mà. Và đây mình sẽ test thử điện đèn còi và xới thử, xịt cái chân cho sạch luôn, xịt cái chân cho sạch luôn, xới thử cho anh khách xem. Một anh khách nói chung là cũng rất là thích những cái dòng xe này, không biết là trước kia anh có xài chưa, nhưng hay là anh coi về tìm hiểu về cái loại xe này nhiều nha mọi người. Đó, quá là tuyệt vời. Thì nói linh tinh liên thiên thì nó cũng rất là dài dòng, nhưng mà khi mọi người đến trực tiếp, mọi người cảm nhận được cái xe và cái chất lượng của cái xe nó như thế nào, thì mình sẽ cùng nhau thỏa thuận giá và cùng nhau đi đến một cái mức giá cuối cùng để mà chốt về chiếc xe mà mình yêu thích. Bây giờ thì mình sẽ nhờ anh thợ test thử về cái điện đèn còi, cầu trước, thắng và xới thử cho anh trai ở Đồng Tháp xem nha. Đó, dùng miền Tây mà nói chung là khi mà đã quyết định mà chọn cái xe nào là chắc chắn cái xe đó là nó phải có rất là nhiều ưu điểm, là nó có rất là nhiều cái hay. Gạt nước rồi trước sau luôn à. Ok, gạt nước trước sau luôn rồi. Kèn kêu bá cháy luôn. Đèn trước nè, đèn tấp bi nè. Rồi, nổ máy đi, nổ máy đi, nổ máy đi, nổ máy lên. Mở máy lạnh rồi lên. Đó, đèn điện đồ mình kiểm tra kỹ hết rồi nha. Ưu tiên rồi nè. Mở nó hai cái nút máy lạnh bên kia chưa? Rồi, dặn lên. Ok, mát chưa? Rồi, mở cái AC lên, dặn cái AC đó, cái nút ở ngoài là nút AC. Rồi, nhẹ thôi, dặn nhẹ thôi là được rồi. Rồi, ok, tắt cái gạt nước rồi đúng không? Rồi. Rồi. Đây. Số đây thì mọi người cũng biết rồi. Mấy cái xe này mình cũng khá nói khá là nhiều rồi không? Rồi, giờ chạy tới thử. Không có gì phải bàn cãi về mà về mấy cái chiếc xe này nữa nha mọi người. Giới thử cho anh xem một cái đuôi sới Kobashi sọ đôi 4 với nhau 2m2. Đó, mình sẽ thử cái số sới dùm luôn nha, hạ cái bên hơi bằng bằng xuống tí nha. Rồi được rồi, thử dùm cái số sới đi. Đuôi sới này rất là, đuôi sới siêu dài luôn, mà về như là anh khách anh sắp bông lại nữa, anh sắp cái
cái dàn nú lại để anh chạy cho nó nhanh hơn đó mọi người. Mấy cái xe này là hên là mình làm xong trước dịch rồi, một tháng mấy rồi đó, nên là nó hoàn thiện hơn, chứ những cái xe mà mình mới vừa về bên kia chưa làm xong, bỏ bừa bộn chưa xong đâu vào đâu hết, nên là không có ra sản phẩm cho tất cả, kịp cho tất cả mọi người được. Rồi thử sơ sới ơi, thử sới hạ ben xuống tí nha, hạ ben xuống cho nó bằng xíu. Đây xuống mấy nữa, xuống xíu nữa, đây xuống xíu nữa, rồi ok thôi, rồi quay đi, được rồi quay đi, vô sới đi. Ôi nó tụt rồi, rồi quay sới đi, vô sới sới. Đang quay nè, anh thấy không? Rất là tuyệt vời luôn. Đây, hướng tới thì em sẽ chỉ cho anh ở trên này, nó sẽ có hai máy lạnh là cực kỳ mát luôn. Đó, hướng tới thì nó sẽ có hai cấp độ, một là 540 và 540E. Đó, bây giờ mình sẽ đưa ra phía sau nè, về mo cái này đi, rồi mình mới đưa ra phía sau được. Từ ra phía sau rồi bắt đầu mình sẽ mở lại là nó sẽ quay, nhưng mà nó sẽ chậm hơn là 540E. Dỡ ben lên, dỡ ben lên. Rồi ok, rồi ok rồi đó, trong là ok hết rồi đó. Máy đi, con cầm nè, rồi há nè. Nếu mà về anh muốn ngắn hơn nữa thì anh có thể dời cái này vô trong lỗ này và để cho nó ngắn lại một tí xíu, nó đụng cái khoảng cách này nó ngắn hơn. Nó tùy theo mục đích sử dụng của mình, mình có thể chỉnh sửa được thêm. Kéo ben lên đây, kéo ben lên hết chỗ đi, lên lên cao luôn đây, rồi đậu ở chỗ nào đó sáng mai xe nó chở. Rất là tuyệt vời nha. Cảm ơn anh Phát đã ủng hộ cửa hàng và cũng như là rước được một em siêu phẩm về với tay của mình. Cảm ơn anh rất là nhiều, và thay mặt cửa hàng xin gửi lời chúc sức khỏe đến anh và gia đình rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh ở nhiều con xe hơn nữa, và anh sẽ giới thiệu cho em được nhiều khách hàng nữa. Xin cảm ơn anh ạ. Bye bye.